Xin chào các bạn và chào mừng bạn quay lại với kênh Read Books Art, đọc sách mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thú vị và hữu ích. Marcus Aurelius, làm thế nào để dậy sớm, chủ nghĩa khắc kỷ. Marcus Aurelius, một trong những nhà triết học và hoàng đế vĩ đại nhất của đế quốc La Mã, đã để lại cho chúng ta những nguyên tắc sống và những lời khuyên sâu sắc về việc kiểm soát bản thân và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào một khía cạnh cụ thể của triết lý của ông, là làm thế nào để dậy sớm. Chúng ta sẽ thảo luận về 10 điều mà chúng ta có thể làm để xây dựng thói quen dậy sớm và tận dụng những giờ phút đầu ngày để thực hiện các hoạt động có ý nghĩa và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn đã từng mong muốn có một sự thay đổi, sự thức dậy sớm có thể là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công và hạnh phúc. Việc dậy sớm sẽ đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích như có thời gian riêng tư, làm việc với hiệu suất và tập trung cao, sáng tạo và khám phá, sức khỏe và thể dục, sự tự chủ và tổ chức, tận hưởng bình minh. Hãy cùng nhau khám phá và áp dụng triết lý của Marcus Aurelius để trở thành những người kiên nhẫn, kiên cường và có sự phát triển trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 1. Tìm Ikigai của bạn. Marcus Aurelius đã nói, mọi thứ, con ngựa, cây nho được tạo ra vì một số nhiệm vụ. Vậy thì chính bạn được tạo ra để làm nhiệm vụ gì? Ikigai, một lý thuyết phát triển cá nhân của Nhật Bản, có thể làm cho buổi sáng của bạn trở nên ý nghĩa hơn. Nó liên quan đến lý do bạn thức dậy vào buổi sáng, hoặc mục đích trong cuộc sống của bà Marcus Aurelius. Mỗi chúng ta đều có một mục đích mà chúng ta được tạo ra để làm. Chúng ta có trách nhiệm thực hiện mục đích đó vì chính mục đích đó thúc đẩy chúng ta ra khỏi giường mỗi sáng. Ikigai của bạn có thể là bất cứ thứ gì, một sở thích đã mất từ lâu, một kỹ năng mới mà bạn muốn phát triển hoặc điều gì đó thực sự khiến bạn phấn khích. Để tìm Ikigai của bạn, hãy tự hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản. Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi có thể làm những việc gì? Bạn có thể đưa ra nhiều câu trả lời, nhưng hãy chọn câu trả lời khiến bạn phấn khích nhất. Nhiệm vụ này nên được hoàn thành trước khi bắt đầu ngày mới, khi thế giới còn yên tĩnh, để bạn có đủ thời gian để theo đuổi hoạt động mang lại niềm vui cho bạn. Cuối cùng, nó sẽ góp phần tạo nên các kết nối xã hội lành mạnh, sự phát triển cá nhân, giảm căng thẳng, rèn luyện sức khỏe, sự sáng tạo và sức khỏe tinh thần nói chung. Hãy tạo cho mình một lý do vững chắc để thức dậy điều gì đó khiến bạn phấn khích mỗi sáng. 2. Chuẩn bị tinh thần cho buổi sáng. Theo lời của Marcus Aurelius, mọi nỗ lực của chúng ta phải hướng đến một mục đích, nếu không chúng ta sẽ hành động vô ích. Nếu đó không phải là mục tiêu đúng đắn, chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn. Trở thành một người dậy sớm đòi hỏi nhiều hơn là chỉ đặt báo thức lúc 5:00 sáng và hy vọng điều tốt nhất. Nhất những người đã quyết định tận dụng tối đa thời gian buổi sáng của họ có những thói quen không chỉ khi họ thức dậy mà còn cho các hoạt động buổi tối của họ. Mặc dù bạn có thể không kiểm soát được ý thức của mình khi ngủ, nhưng bạn có quyền kiểm soát các hoạt động buổi tối sẽ giúp bạn dễ dàng ra khỏi giường. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện. Hạn chế tối đa xem TV, điện thoại trước khi đi ngủ. Chuẩn bị trước mọi thứ bạn cần cho buổi sáng. Ví dụ, nếu bạn định đến phòng tập thể dục, hãy chuẩn bị sẵn quần áo tập luyện vào đêm hôm trước. Bằng cách này, bạn tiết kiệm năng lượng cho ngày hôm sau. Nếu bạn tập thể dục vào buổi sáng, bạn sẽ khó bỏ buổi tập hơn khi quần áo tập thể dục và giày thể thao đã sẵn sàng chờ bạn khi bạn thức dậy. Bài tập 2 phút đơn giản này giúp bạn tiết kiệm năng lượng vào buổi sáng. Sử dụng thời gian buổi tối để giải quyết các vấn đề chưa được giải quyết. Có những vấn đề chưa được giải quyết có thể làm tâm trí bạn lo lắng trước khi đi ngủ và bạn có thể thức dậy với tâm trạng căng thẳng. Tốt hơn hết là dành thời gian cần thiết để giải quyết các vấn đề trước khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp bạn tập trung khi bạn thiết lập thói quen buổi sáng của mình. Bằng cách thực hiện những hy sinh và chuẩn bị nhỏ này, bạn có thể trở thành một người dậy sớm, tối đa hóa ngày của bạn và tăng năng suất của bạn. 3. Tránh bị phân tâm sau khi thức dậy. Marcus Aurelius nói, hãy tập trung từng phút như một người La Mã như một người đàn ông vào việc làm những gì trước mặt bạn, và giải phóng bản thân khỏi mọi phiền nhiễu khác. Một số buổi sáng, bạn thức dậy với cảm giác bị kéo theo nhiều hướng. Bạn dễ dàng bị phân tâm bởi nhiều thứ khác nhau. Email ngẫu nhiên,
tập mới của chương trình truyền hình yêu thích, tiếng chuông điện thoại, tin nhắn văn bản, bát đĩa bẩn trong bồn rửa và hóa đơn tiền điện và ga chưa thanh toán đang trừng mắt nhìn bạn. Cho dù bạn thức dậy sớm thế nào đi chăng nữa thì những phiền nhiễu vẫn sẽ xuất hiện. Có thể có những ngày dường như cả thế giới đang âm mưu chống lại năng suất của bạn. Thông thường, những điều khiến bạn sao nhãng là những nhiệm vụ cần phải hoàn thành, nhưng chúng có thể không phải là điều bạn nên tập trung vào ngay tại thời điểm đó. Nếu bạn thức dậy sớm, bạn làm như vậy là có lý do để tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi cho các hoạt động mà bạn yêu thích trước khi những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày chiếm ưu thế. 4. Thức dậy một cách nhất quán. Theo Marcus Aurelius, bạn phải xây dựng cuộc sống của mình bằng hành động và hài lòng nếu mỗi người đạt được mục tiêu của mình càng xa càng tốt và không ai có thể ngăn cản bạn thực hiện điều này. Nếu nghiêm túc với việc dậy sớm mỗi ngày, bạn cần thực hiện nó một cách nhất quán để thiết lập nó như một phần thói quen của mình. Bạn phải phát triển kỷ luật tự giác. Kỷ luật tự giác đơn giản là thói quen kiên định tìm ra động lực để làm đi làm lại một việc gì đó cho đến khi nó trở thành tự động và mang lại kết quả. Trong cuốn sách Buổi Sáng Diệu Kỳ, Hôn Elrod gợi ý nên kiên định trong 30 ngày đầu tiên để thiết lập một thói quen mới. Chia khoảng thời gian 30 ngày này thành 3 giai đoạn 10 ngày, mỗi giai đoạn đưa ra những thách thức khác nhau về cảm xúc và tinh thần có thể cản trở việc tuân thủ thói quen mới. Trong 10 ngày đầu thực hiện một thói quen mới, chẳng hạn như thức dậy sớm, bạn có thể trải qua những suy nghĩ như: trời ơi, trời đã sáng rồi tôi không muốn dậy. Tôi mệt quá. Tôi cần ngủ thêm. Cà phê đâu? Đây là lúc nhấn nút báo lại trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng giai đoạn dường như không thể chịu đựng được này chỉ là tạm thời. Sau khi bạn vượt qua 10 ngày đầu tiên giai đoạn khó khăn nhất, bạn bước vào giai đoạn 10 ngày thứ hai, giai đoạn này tương đối dễ dàng hơn. Ngày 11 đến 20 có thể vẫn không thoải mái và đòi hỏi kỷ luật và cam kết. Ấn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bạn sẽ quen với việc dậy sớm và phát triển sự tự tin cũng như mối liên hệ tích cực với những lợi ích của thói quen này. Giữ cam kết. Giai đoạn thứ ba là nơi diễn ra quá trình biến đổi thực tế. Bạn chuyển từ xác định là một người không dậy sớm thành một người dậy sớm. Thay vì sợ đồng hồ báo thức, bạn trở nên hào hứng thức dậy và bắt đầu ngày mới vì bạn đã làm điều đó một cách nhất quán trong hơn 20 ngày liên tiếp. Bạn bắt đầu nhìn thấy và cảm nhận được những lợi ích. 5. Thoải mái với chính mình. Khi chúng ta học được từ những lời của Marcus Aurelius, hãy tập trung vào tình huống hiện tại và hỏi, tại sao điều này lại quá khó chịu? Tại sao tôi không thể chịu đựng được? Bạn sẽ xấu hổ khi trả lời. Sự thật là, bộ não của chúng ta được kết nối với sự hài lòng tức thời và có xu hướng ưu tiên những phần thưởng ngắn hạn hơn những lợi ích lâu dài. Đây là lý do tại sao 95% mọi người không tuân theo thói quen tập thể dục trong 10 ngày đầu tiên. Vấn đề nằm ở quan niệm sai lầm rằng cảm giác khó chịu ban đầu là một phần vĩnh viễn của thói quen mới. Mọi người thường nghĩ, nếu thói quen mới đau đớn thế này, hãy quên nó đi, nó không đáng. Thay vì nhận ra rằng 10 ngày đầu tiên chỉ là tạm thời và là một phần của giai đoạn điều chỉnh, họ trì hoãn cam kết của mình, nói rằng họ sẽ bắt đầu vào ngày mai hoặc tuần sau. Chúng ta phải hiểu rằng khả năng kiên trì hình thành chúng ta thành những cá nhân có kỷ luật và kiên cường. Một ngày tồi tệ không nhất thiết phải trở thành một tuần tồi tệ và một tuần tồi tệ không nhất thiết phải trở thành một năm tồi tệ. Mỗi ngày mới mang đến một khởi đầu mới và một cơ hội khác để cải thiện. Vì vậy, hãy tha thứ cho bản thân vì hôm nay dậy muộn và cam kết dậy sớm bắt đầu từ ngày mai. 6. Tự nguyện khổ luyện. Marcus Aurelius khuyên: chúng ta nên tự kỷ luật bản thân trong những điều nhỏ và từ đó tiến đến những điều có giá trị cao hơn. Nếu bạn bị đau đầu, hãy thực hành việc không chửi thề. Đừng chửi thề mỗi khi bạn bị đau tai. Và tôi không đang nói rằng bạn không thể than phiền, chỉ đừng than phiền với toàn bộ cả thể. Khổ luyện liên quan đến việc liên tục thử thách bản thân và cố ý làm cho cuộc sống trở nên khó chịu ở một số khía cạnh nhất định. Bằng cách làm như vậy, chúng ta củng cố bản thân cho những tình huống có thể đòi hỏi khả năng phục hồi thực sự. Để thức dậy sớm, bạn có thể thực hành các khổ luyện như: đặt đồng hồ báo thức cách xa giường ngủ để tránh tắt hoặc nhấn nút báo lại. Nếu nó không nằm trong tầm với, bạn phải ra khỏi giường để tắt nó đi và một khi bạn đã thức dậy, bạn sẽ dễ dàng thức hơn.
ra khỏi phòng ngủ ngay sau khi tắt chuông báo thức. Đừng cho phép bản thân hợp lý hóa việc quay trở lại giường. Loại bỏ tùy chọn quay lại giường và buộc bản thân phải rời khỏi phòng. Tắm nước lạnh. Nếu bạn phải vật lộn với tình trạng uể oải vào buổi sáng, hãy thử tắm nước lạnh. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nó đánh thức bạn dậy nhanh như thế nào. Nước lạnh kích thích tuần hoàn và tăng nhu cầu oxy, giúp thở sâu hơn và chống lại sự mệt mỏi. 7. Tìm một đối tác chịu trách nhiệm. Trích lời Marcus Aurelius, thậm chí việc kết bạn với những người có phẩm chất tốt để mô phỏng cuộc sống của bạn, cho dù bạn chọn người còn sống hay người từ quá khứ. Khi bạn nhận ra rằng mục đích của mình là dậy sớm, thì việc có một đối tác chịu trách nhiệm đáng tin cậy trở nên rất quan trọng. Tự chịu trách nhiệm là một kỹ năng quan trọng trong việc theo đuổi mục tiêu của bạn. Đối tác trách nhiệm là người hỗ trợ và huấn luyện bạn để giúp bạn luôn cam kết. Đó có thể là một người bạn, thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp đã đạt được mục tiêu mà bạn đang hướng tới. Đối tác chịu trách nhiệm của bạn sẽ hỗ trợ bạn nhất quán với các cam kết buổi sáng và theo dõi tiến độ của bạn. Khi chọn đối tác, hãy tìm người chia sẻ mức độ cam kết, phù hợp với các giá trị của bạn, có thể sẵn sàng cùng lúc và thực sự muốn giúp bạn thành công với thói quen buổi sáng của mình. Mối quan hệ trách nhiệm mang lại cảm giác tích cực bởi vì biết rằng ai đó đầu tư tình cảm và năng lượng vào thành công của bạn sẽ giúp bạn đi đúng hướng, ngay cả khi phải đối mặt với thử thách. 8. Tự nhắc mình về cái chết. Marcus Aurelius thông báo cho chúng tôi, vì có thể bạn sẽ rời khỏi cuộc sống ngay lúc này, hãy điều chỉnh mọi hành động và suy nghĩ cho phù hợp. Các nhà khắc kỷ đã tạo thói quen ghi nhớ viễn cảnh về cái chết và bạn cũng có thể thực hành điều này mỗi sáng. Có một cụm từ trong triết học khắc kỷ gọi là memento mori, có nghĩa là hãy nhớ rằng bạn sẽ chết. Một sự thật bất hủ, bất kể giàu có, thành công, tôn giáo hay triết học, là tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Mục đích của lời nhắc nhở này không phải là bệnh hoạn hay thúc đẩy sự sợ hãi, mà là để truyền cảm hứng, động viên và mang lại sự rõ ràng. Thói quen buổi sáng này giúp bạn duy trì quan điểm về những gì thực sự quan trọng, những nguyên tắc bên trong của bạn. Tài sản, tiền bạc và danh vọng của bạn chỉ là tạm thời và có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Một điều không bao giờ có thể bị lấy đi là tính cách của bạn. Chính tính cách của chúng ta định nghĩa chúng ta và đưa chúng ta đi qua cuộc đời. Một người có thể thăng tiến hoặc sa sút dựa trên những đức tính hay khuyết điểm trong tính cách của họ, và điều này thường để lại di sản lâu dài. Vì vậy, nhắc nhở bản thân về cái chết của bạn sẽ khiến bạn vững tin. Cũng giống như Steve Jobs, mỗi buổi sáng, hãy nhìn vào gương và tự hỏi. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, liệu tôi có muốn làm điều mình sắp làm hôm nay không? Nếu bạn thấy mình trả lời không cho câu hỏi này quá nhiều lần, thì bạn biết mình cần phải nhanh chóng thay đổi. 9. Thực tập quán tưởng tiêu cực vào mỗi buổi sáng. Marcus Aurelius khuyên chúng ta. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy tự nói với mình. Những người mà tôi gặp hôm nay sẽ là những người can thiệp, vô ơn, kiêu căng, không trung thực, ghen tị và tức giận. Họ như vậy vì họ không thể phân biệt được điều tốt và điều xấu. Thay vì hình dung về một xã hội lý tưởng, các nhà khắc kỷ nhìn thế giới như nó vốn có. Hình dung tiêu cực là đặt ra những kỳ vọng thực tế và trung thực với chính mình. Những điều có thể xảy ra xấu nhất là gì? Bạn sẽ xử lý những kịch bản như thế nào? Bạn có thể vượt qua hoặc lên kế hoạch cho chúng. Khi bạn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, bạn sẽ ở vị trí tốt hơn để đối phó với một thảm họa nếu và khi nó xảy ra. Ví dụ, nếu bạn đến làm việc và sếp của bạn đối xử không tốt với bạn, nhưng vì bạn đã tưởng tượng trước tình huống này vào buổi sáng, bạn luôn sẵn sàng để sếp không hợp tác. Bạn sẽ bất ngờ khi anh ta đối xử tốt với bạn một cách bất ngờ. Nhưng ngay cả khi anh ta không bao giờ làm vậy, bạn đã sẵn sàng và có thể giữ được sự điềm tĩnh. Tưởng tượng về những việc xấu giảm bớt sự sợ hãi, giảm bớt lo lắng khi chúng xảy ra và chuẩn bị tinh thần để đối phó với những khủng hoảng nếu chúng xảy ra. Bạn cũng sẽ thấy mình cảm thấy vui mừng khi những việc xấu đó không xảy ra. 10. Hãy trân trọng cuộc sống của bạn. Trong trích dẫn cuối cùng của chúng ta về Marcus Aurelius, ông nói, với các vị thần, tôi mang ơn vì có những người ông tốt, cha mẹ tốt, một người chị tốt, những người thầy tốt, những cộng sự tốt, những người bà con và bạn bè tốt, gần như mọi thứ đều tốt. Marcus Aurelius trung thực và khiêm tốn về cách ông học cách phát triển các giá trị và đạo đức của mình,
thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã giúp định hình ông. Chúng ta có thể lặp lại điều này bằng cách ghi nhật ký về lòng biết ơn. Giữ một tạp chí biết ơn là một thực hành đơn giản. Lòng biết ơn không nhất thiết phải dành riêng cho những sự kiện trọng đại trong cuộc đời. Nó bắt đầu bằng việc đánh giá cao mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống và thừa nhận rằng không có gì là quá nhỏ để biết ơn. Mỗi ngày, hãy chọn từ 3 đến 5 điều mà bạn biết ơn và viết chúng vào một cuốn sổ hoặc nhật ký. Vì vậy, ngay cả khi bạn có một ngày làm việc khó khăn, hãy tập trung vào việc trở về nhà với gia đình hoặc thú cưng của bạn, hoặc đơn giản là biết ơn vì được sống. Bày tỏ lòng biết ơn trước khi đi ngủ không chỉ thúc đẩy giấc ngủ yên bình mà còn cho bạn lý do để thức dậy với sự tự tin để đối mặt với những thách thức của một ngày mới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video hôm nay về chủ đề Marcus Aurelius, làm thế nào để dậy sớm, chủ nghĩa khắc kỷ và những điều mà chúng ta có thể làm để thức dậy sớm. Hy vọng rằng những thông tin và lời khuyên trong video đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và truyền cảm hứng để thay đổi cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng việc dậy sớm không chỉ đơn thuần là việc thay đổi thời gian biểu của chúng ta, mà còn là việc thay đổi cách chúng ta tiếp nhận và sống cuộc sống. Bằng cách tận dụng những giờ phút đầu ngày, chúng ta có thể xây dựng thói quen tích cực, phát triển bản thân và tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại nhận xét và chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào từ chúng tôi.